nội dung cụ thể hơn gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương, đặc biệt là nêu cao tính dân chủ để phát huy sức mạnh tập thể. Với hàng loạt những đổi mới sáng tạo như vậy, nên chất lượng sinh hoạt của nhiều tổ chức cơ sở đảng thời gian gần đây đã được nâng lên rõ rệt. Chi bộ tổ 6 được Đảng ủy thị trấn Vố Giàng, huyện Bảo Yên chọn làm chi bộ điểm về thực hiện dân chủ. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo nhân dân làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị của chi bộ. Nhờ vậy mà hiện nay trên 90% chiều dài các tuyến đường liên khu liên xa ở tổ dân phố số 6 đã được bê tông hóa bằng nguồn đóng góp của nhân dân. Đảng mà không khởi động làm sao mà dân theo được. Thế như cái chỗ này trước đây có ai dám đến ngồi chơi như giờ đây này. Đổ ở đây này, tất cả xung quanh làng xóm cứ chiều đến đây nó thể dục. Nhưng bây giờ là điện có này, đường bê tông hóa các thứ đầy đủ hết. Cho nên là cái sự trộm cắp bây giờ cũng không có nữa. Sau khi thống nhất của chủ trương của chi bộ thì chúng tôi giao cho tổ dân phố, giao tổ phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức họp dân để mà triển khai cái chủ trương. Khi triển khai thực hiện xong công trình thì chúng tôi lại họp dân tổ chức công khai các cái khoản đóng góp của nhân dân. Ngoài triển khai sinh hoạt theo mô hình chi bộ điểm, nhiều chi bộ đảng ở thị xã Sapa còn tăng cường việc sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với từng lĩnh vực công việc, từng thời điểm, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những cái chuyên đề mà cán bộ đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm như xây dựng nông thôn mới, như phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, lao động giải quyết việc làm ở cơ sở để được đưa ra bàn bạc, thảo luận, thống nhất, từ đó tạo được cái niềm tin trong cán bộ, trong đảng viên, bà con nhân dân cũng hết sức là phấn khởi, tin tưởng vào vai trò của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cơ sở. Luân phiên tổ chức sinh hoạt điểm như cách mà Đảng bộ huyện Bát Sát đang triển khai cũng là một nét mới, không chỉ nâng lên về chất lượng các buổi sinh hoạt cho chi bộ sở tại, mà các chi bộ bạn đến tham dự cũng rút được nhiều kinh nghiệm để việc tổ chức sinh hoạt ở chi bộ mình được tốt hơn. Chúng tôi rất yêu cầu là đề nghị phải có nhận xét rất rõ ràng. Đối với chi bộ chúng ta thì có những cái ưu điểm, cái được hay còn hạn chế hay tồn tại gì, đề nghị các đồng chí góp ý để cho các cái chi bộ bạn có cái phát triển tốt hơn nữa, hoặc những cái chi bộ của chúng ta mà còn cảm thấy thiếu khuyết thì chúng ta sẽ khắc phục. Nhờ đổi mới nên chất lượng sinh hoạt được nâng lên, giúp các tổ chức cơ sở đảng phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.